Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dừa Vlog. Anh em ơi, ngày hôm nay anh em mình sẽ có một trận chiến khá là quyết liệt nha. Hôm nay thì anh em mình quá mới qua chợ nè, tiễn được mấy ký thịt chà, ba ký thôi. Ký về anh em mình sẽ làm một cái món. Hôm nay là anh em mình sẽ tranh tài nha. Người nào làm cái miếng thịt ba chỉ này á mà nó giòn nhất nha, làm bất kể bằng mọi giá là sao làm. Phải ngon nó chứ giòn không mà nó ngon sao được. Thì giòn thì ngon, cái chuyện đấy là cái gia vị đấy nè, không ngon đấy, nhưng mà ưu tiên là giòn, ưu tiên là giòn nha. Muốn làm sao làm không? Đúng, bằng mọi giá, bằng mọi thủ đoạn nha. Chưa? Là sao làm. Mời ai làm giòn da nhất là người chiến thắng ngày hôm nay. Chọn không? Chọn trước á. À, chọn thịt trước đi. Anh được cái miếng này đi. Miếng nào cũng được á. Miếng nào cũng được á. Anh chơi cái miếng này đi. Miếng này bự bự lùng lùng trùng trùng giống anh đây. Rồi còn này cho Toàn. Toàn lấy miếng nào? Tôi miếng nào cũng được, em lấy rồi đưa tôi. Tôi miếng nào cũng được. Đây đây. Tôi dễ mà. Sáng ai mua thịt mà chị ba chảy nhìn khố đẹp dữ ha. Anh lo cầm miếng méo của thịt ba chảy sạc nhiều nhất luôn này. Bỏ này ớt thịt mỡ nè. Rồi bây giờ anh em mình đi nha, đi chiến đấu thôi. Phần anh ấy làm. Rồi ok. Đây cái đứa này sử dụng cái chả bự đâu. Rồi. Anh nghiên cứu cái khác cũng được. Ok. Đây nè. Quả này ớt thịt mỡ sao làm cái miếng đạt không trời. Ớt thịt mỡ. Đó. Sơ cái da cho nó trang cái da là bắt đầu mình vớt ra mình xem. Quá da luôn. Xem bắt đầu mình chiên. Chiên xem làm mình xịt nước sốt. Y kiểu luôn, đó kiểu thịt ram á. Không. Dạ. Cho anh ăn quá da luôn nè. Coi mất vị nha anh ơi. À không sao đâu, anh kia xét mà đâu có lộn đâu. Để chung luôn trời. Ờ quá da mà chứ giờ. Sợ như sao quá da dưới trời. Thiếu chảo, thiếu chảo. Em hai luộc luộc lâu không? Em luộc cái da nó trang là được rồi. Đang luộc sơ mà, luộc sơ rồi anh chiên lại mà. Đâu, má nhúng sơ nước lạnh cho mấy bạn cho mấy thịt nó tráng lại. Bây giờ bắt đầu mình xem này, xem kỹ không? Xem kỹ rồi bắt đầu mình chiên các bạn, chiên xem làm cái nước sốt này. Bỏ lên. Đâu, ấy kiểu luôn. À, bất chết toàn nhúng luôn ha. Hai anh em làm kiểu mà khác kiểu đây không biết. Giờ tôi sẽ thắng cái mỡ này rồi. Nó sẽ giòn. Sau khi tháng xong là tôi sẽ rưới với mắm tỏi ớt mở nó rò một tí chờ các bạn, chờ nó rò nó thành màu vàng rồi mình sẽ sốt mắm tỏi rò nghiện vô cho nó bài bản rồi bắt đầu anh quét lên mới giòn được. Biết cái kỹ thuật đây nấu nhà hàng nhớ hồi nhỏ mà vừa làm được không biết. Vũ nó làm gì nấu cho quân đậu nó sẽ ảo tao mới sợ rồi tại. Thấy công đoạn làm công phu không? Giờ là quét như quét bánh xèo. Quét cho nó thấm hết vô da rồi chiên nó mới giòn ăn. Mấy đi. Đó, pha chừng nào cái da cho em nó đang ngang cái da tay á là bắt đầu là vừa độ là bắt đầu bỏ vô chiên là giòn rồi. Giờ mình vớt rồi mình pho chút muối với chút bột ngọt vô mình bỏ vô dầu rồi mình chiên lại nữa nha các bạn. Giờ mình vớt rồi để cho nó nguội, mình sẽ rưới mắm tỏi. Nó thả vô vậy là nó biết gì. Quân ơi, anh em ơi, sau khi mình đã ngâm giấm với muối để mình vệ sinh nó sạch sẽ các kiểu rồi, giờ mình tiến hành mình sẽ luộc miếng thịt này nha các bạn, để xí mình làm thật kia ốc chảo mà luộc ra mình bỏ củ gừng với tỏi với xì dầu nha. Cho nó miếng thịt nó chín để mình ốc chảo mà. Mình luộc ở đây trong vòng có 15-20 phút nha các bạn. Luộc với xì dầu cho nó có cái màu nó hơi đẹp đẹp chút. Bữa nay tranh thủ ra mình nắng chút quay cho nó đẹp, với lại bên kia cưa dừa là ồn quá. Tránh xa chút cho đỡ ồn nha các bạn. Nó vàng vàng đẹp đẹp ra không biết nó giòn không biết. Ồ, giòn thử Vũ thử thấy nó vàng vàng này mà giòn không Vũ? Có nè. Em thử miếng đi. Wow. Ủa sao miếng này cũng trắng vậy trời. Mỡ là xèo xèo luôn cả. Hấp dẫn ha. Xa với đa dung thực đơn nhà hàng lên nha. Toàn chuẩn bị Toàn ơi. Chiên các bạn ơi. Chiên cái da trước nha các bạn. Chạm nó có tầm có 10 phút á là bắt đầu nó giòn rồi. Giòn xong mình bỏ đậu nước sốt lên. Giang chờ đợi của mình dọn cái đây mình trả lại miếng tấm ván bữa trước mượn mấy chú
mình xây dựng á, này trả cho mâm đóng bánh pha. Đây bây giờ chắc chắn là lúc đầu nó cứng, bây giờ tháo ra nó hơi đuối á. Tôi đâu giải rồi. Đúng là càng tháo đuối. Hai cái chờ hai chắc tháo lâu lắm á. Còn cái nhà nhanh chứ đâu. Ủa sao mà thằng câu để quên luôn trời. Giờ đa dạng nó phá nhanh với ta. Thôi mình làm hai. Coi hai dao. Đồ, đây phá thì chỉ nhanh đấy đó. Em dắt có 3 phút cho xem này này. Đây như vậy có gì đâu. Giờ chứ. Chà cái dẻo ngoài chẹt luôn dẻo quá trời. Món mình bữa nào làm nó cũng bị lâu là sao không biết nữa. Sau thời gian mình luộc sơ để nó hơi chín cho 80% rồi nha. Bây giờ mình xem cho nó ra bớt cái mỡ với da này các bạn ơi. Khó quá, lâu quá. Anh em gần xong hết rồi. Xíu nữa mình sẽ nhờ một vị giám khảo là đầu bếp nha, cũng là đầu bếp nhà hàng nha, để nhận xét anh em mình. Cái món anh em mình thì có người trước người sau, mà cái món giòn thì để lâu sợ nó lại mềm á, cho nên ai xem trước thì giám khảo chấm trước nha các bạn. Anh em chờ đợi xem thử món nào hấp dẫn và giòn dai nhất nha. Mình chiên sao rồi, giờ mình xóc mắm nha các bạn. Rồi xóc mắm tỏi đây. Điều nào cũng một giòn. Vũ làm nhận nghe chị có giám khảo nhà hàng đem sai dân trời, làm giám khảo dân trời. Giám khảo thì khó tính em á. Thơm phân phức luôn. Giờ demo đó. Demo hay đề co? Đây là demo luôn. Người ta công đoạn của anh là cho nó xin thêm tí nữa, thời gian nó để nguội lâu quá, 20 phút rồi phá nhà phá cô lâu quá. Giờ mình mới sạch lại cỡ tầm cỡ đêm phút nữa. Em coi miếng này chắc được không? Để lấy dao gõ cái nào. Bập 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 giòn. Sao thấy tình hình chắc rất là ổn, rất là ngon nha. Ngon không? Chắc là ngon. Tự tin nha. Tự tin chứ. Không? Dạ sắp rồi trời ơi. Rồi, bây giờ đổ vòi cũ ra. Thôi, nào làm nước sốt. Dạ anh làm nước sốt cam qua này. Ồ, thấy mình xả quá. Thì kiểu luôn. Ồ, bỏ xuống rồi. Wow, dầu rộng luôn. Mời nhân dầu nha Na nha. Ồ. Hấp dẫn ca sĩ. Đây bài cộng đoạn cái nước súp bên Thái về các bạn. Mình đã tìm hiểu lâu lắm rồi, từ ngày hôm qua giờ này mình suy nghĩ các kiểu bên này mới ra được cái nước súp cam của Thái. Nước súp em mới này xay nhuyễn luôn rồi. Xay nhuyễn luôn bạn ơi. Rồi bây bắt đầu qua đây thì anh rành cho thơm. Dạ, hành nấu vàng bắt đầu đổ nước sốt lên các bạn ơi. Biết món này thành công biết mà. Mình nghĩ là chắc ổn rồi. Thôi, đổ sốt các bạn ơi. Bỏ sơ thịt cho bạn ơi. Ủa bạn ơi, dưới này ơi. Mặt xíu cho nó thấm. Đây là món của mình nha các bạn. Đây, đèn. Thì kiểu cho anh vô. Xem một trứng sốt lên các bạn ơi. Đó. Rồi, xong. Nước sốt cam của mình nè các bạn. Giám khảo ơi, giám khảo ơi. Quá đẹp rồi. Ồ, đầu bếp đây, mình chắc khó tính lắm này. Anh Xéo. Mẹ ơi, sao liếc liếc không hà lại không sao vậy? Dùng cái miếng thịt ngon quá. Để em xử cho anh Xéo trước ăn. Anh Xéo biết luật chơi chưa?
giòn nhất nha, bên nào giòn nhất là thắng anh hai. Anh sẽ giòn như bên tráng luôn anh sẽ ơi. Anh sẽ là một đầu bếp nha các bạn. Đầu bếp mà sao tự nói tự khen cái giòn giòn mà xong gì vậy trơn, nó dai nhách. Để anh sẽ nhận xét cho mình sao nhận xét được này. Wow, nén quá. Cái đây súng dung gờ. Anh xéo dùng trước món vũ đi. Đây là món em đang cắt. Đây. Cái đây dung gờ khô quẹt cây đại. Đây là xem một quá trình thời gian anh em đã làm việc cực nhọc. Sao em thử giờ vậy kìa. Đây là món của thằng Thánh Thánh Anh. Thằng Thánh phương nào? Phương nào đây? Ba rọi rứa mắm. Ba rọi đây mắm. Là ba rọi sốt mắm nha các bạn. Xếp xếp. Mời anh em nha. Kiếm cục giò giòn giòn chứ sao lấy cục mới mới vậy. Mà sao giống các bạn vậy? Đâu phải ông chén miếng da phải thử miếng da nữa mới biết được. Chưa giòn rụm chưa? Đây xéo làm miếng này nữa. Giòn ngon không? Phải ăn chắc cái giòn như sao? Chưa có ông Quang Trung giám khảo là phải công đạo nha. Trời chứ ăn ngon làm sao giám khảo mấy cái kia nữa. Cái cục đây cho giòn chứ. Giòn mà ngon. Sao nghe tiếng giòn vậy ta? Dài quá. Không cái giám khảo cho em điểm công đạo đi. Giòn mà sao? Bóc miếng giòn mà đưa miếng dài. À, tự bóc mà giám khảo là muốn bóc cái nào bóc đi. Bây giờ bóc lại đi. Ê giám khảo, bây giờ sáng anh review món em luôn. Giòn. Bao giòn. Giỡn như anh em ơi, món mình hãy lâu bây giờ đây mình thêm một nước muối dư nữa, giấm dư muối nữa, bây giờ mình đem phơi nha. Phơi mình mới đem ốc chảo nha. Anh chờ một xíu nha. Món này bạn ơi. Món này thấy cũng ngon rồi. Nước sốt này bạn ơi. Rồi anh xé. Anh xéo dùng thử đi. Rồi, đây là món của Toàn Đen. Dùng anh xéo. À, Toàn Đen đây là sốt, nước sốt độc lạ. Trời trời, bà loại ngon quá này mọi người sao. Xu. Mời cả nhà nha anh em. Ngồi. Thánh đi mỡ. Nó dai rồi. Ngon. 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 Ông yên rèn rồi chứ. Ừ, ai không, không, không. Anh cho đấy, biết rồi mai mốt làm được rồi. Đây, không, đây, đây, giấu này. Còn. Đó, nghe em. Giòn sớp. Giòn sớp. Không, như ấy là nó đi đây nó đeo quá. Đưa miếng giòn giòn này, còn thịt mỡ này. Thịt mỡ quá. Nó thịt mỡ. Anh này được đứng ăn thịt mỡ các bạn. Còn ngon này. Nhưng mà món còn để lâu xíu là nguội liền. Là lại liền. Dài liền. Giòn nước sốt lên. Mình làm ăn liền mà. Giòn làm nước sốt lên á. Tiền về cái này bao giờ? Còn cái cốc cốc này. Anh xéo bị đưa anh xéo. Nè. Hỏi mà sao giòn rồi. Mình làm sao giòn đều hết mới ngon. Da nha bạn. Da quá giòn luôn, da như bánh tráng luôn. Căng thấy giòn không? Da như bánh đai luôn nè. Hỏi nè. Ngon. Ngon anh xéo. Quá ngon. Được rồi. Và món toàn gọi là gì? Ram thịt ram. À thịt ram. Ram roti á, kiểu roti á. Em xắt miếng nhỏ nhỏ ra. Không để vậy mới đẹp. Toàn ăn bánh tráng hả? Miếng này giòn nè. À, bà, giờ giám miếng này giòn nè. Miếng này giòn. Rồi, cảm ơn. Giòn lắm á. Giám khảo. Giám khảo đến đây thì wow, cái này lắm mềm. Mềm hơn cái da mà. Được rồi. Giám khảo chịu qua món này vậy thôi. Giám khảo chơi mình món này. Giám khảo nhất bật khổ lộ. Chuyển qua cái món nhỏ này. Món là gì đó? Bây giờ ai kỹ cái nào cho anh kỹ. Đây là súp thái của anh. Súp thái của anh. Thái. Độc lạ súp thái cam. Mày sao vậy? Không có, anh không có lấy dao cạo để cái đồ bòn mà. Đồ bòn rồi. Còn đáng ra chịu không? Không có đáng đâu mà. Ra nước, thử ra nước đi. Cạo đen đen bớt rồi chứ để như ăn ở đây. Sao đâu, trời ơi, anh nấu ẩm thực. Rồi, đây là như món của anh hai này. Ngon. Món của anh hai giòn từ đen ra hoài luôn. Ra hoài đúng không? Mình nhé rồi, chế rồi. Làm sao chế được em coi, miếng thịt dày làm sao gọi là chế được. Không bao giờ chế được. Camera nhìn cận cảnh này. Nước sốt ngon nè. Cũng bóc trúng món gì, trúng số này đậm đà này. Ở đâu, nước sốt này làm bài bán khâu gia vị bên cái gì. Cái miếng này chế không ra sao, nhả lại. Đâu, cái đó nạt mà. Giòn nè, để đưa vô cho em thấy là cái miếng da này nó giòn. Mình cắn con kia. Rồi vô. Anh hai cho lộn miếng rồi, đẹp đẹp hấp dẫn anh. Đây đây em cái miếng già đây thấy ghê. Khó chưa? Cái miếng già đây. Sốt thái hả? Anh sốt kiểu thái á. Mà đem nha. Ui kiểu quá. Dài rồi, miếng dài rồi. Miếng dài. Thử bánh toàn nè. Bánh toàn. Dài rồi. Dài được. Dài nó dài, dài trời. Miếng toàn nè. Tôi ăn cái tôi. Đây đây. Thử nha. Ừ. Bắn con sốt ra. Đây cho cầm thử miếng này. Bắn con sốt ra. Oh, camera. Đây là ăn luôn nguyên cái, còn cái của ông Toàn là ăn cái miếng giòn này. Mời lên nha. Trời, wow. Giờ giòn. Món vũ ăn cơm ngon á.
mà công nhận cái nước sốt thái rất là nghiêm ngặt không sốt thái đó, nước sốt thái đó như là ngon không nước sốt thái hại ngon món vũ làm luôn thử miếng này đây sốt thái được bà bán ăn vui cơm cũng y bà luôn chứ nhiều món quá không biết món nào nhưng mà da toàn nó giòn mà nó thớt da anh Hải cũng giòn nhưng mà để lâu quá nó mềm ra đó. Bên của anh Hai là sốt xét nó mẻo nhưng mà sốt nó ấy. Sao bây giờ đầu bếp nhận xét đi. Đầu bếp nhà hàng bây giờ nhận xét ba món này như thế nào đi. Cá ông Toàn ngon nhất rồi tới cá trùi tới cá ông Hả. Em ngã trời đây mà. Vũ nói không được, anh Vũ nói là như nó binh cho nó đâu, không được. Cái đây là như em quy trình của em là bị lỗi đâu. Cho nên là cái món của em để dành anh Côm. Nói buồn vậy không? Bây giờ giống mày. Món của con Toàn Đen đây là hôm nay là Toàn Đen đạt. Chưa. Còn món Hiển nữa mà. Đây là ba món mà. Ba món mà bây giờ đang như ấy ba món mà. Xí dễ trên tài hơn, dễ tính hơn, dễ tính điểm hơn. Và bây giờ đó như là tính điểm là cái như là Toàn Đen nè. Rồi tới anh Hai nè, mới tới Vũ. Cái gì đó cho công bằng. Còn em nữa, xí nữa em mình đang thui nữa. Còn Vũ bên Hiển này chút nữa. Xí nữa mà. Đang anh Cường, xin nói là ai Út làm mua một thùng bia để anh em mình nhậu mấy món này đi nha. Đúng không? Vậy Vũ rồi biết cái quả rồi à, còn ai mới nhậu nữa mà. Ông Hiển với Vũ còn sao đâu. Cái này sao giòn đúng không? Lỡ ông Hiển ông nhất rồi. Ăn Vũ luôn á. Ca làm ăn thử miếng khẩu vị của Thái. Mấy anh em ở đây dùng thử đi, bây giờ tôi ra tôi xử cái món tôi ra. Ông Hiển làm nhanh nha. Sau thời gian mình phơi nắng nè, cái chảo nóng luôn nè, để nó ráo miếng thịt đây đã. Nước chảy dữ luôn à. Anh Hải chịu khó nhúng giùm em chút lửa nha. Rồi lòng quá rồi. Cho ông đầu bếp ông giám khảo ăn lòng luôn. Lỡ mình thua mình cho ăn lòng bữa luôn ơi. Bây giờ mình sẽ chơi cái món heo đây, mình cho kiểu ốp chảo thật kiểu lò vi sóng nha các bạn. Bây giờ mình ốp ra rồi mình trở hai lần đi. Bây giờ mình đốt lửa dưới nha. Đó, bây giờ ốp lại xí nữa cỡ tầm 50 phút rồi mình kiểm tra lại có gì mình trở lại lần nữa nha. Làm kiểu như heo quay luôn á các bạn ơi. Đó, thở xíu à. Mình ở nhà có cái thao khích luôn mà không có nữa, lỡ rồi chơi luôn đi. Rồi, cho lửa lớn ra nè. Rồi anh em ơi, mình đảo cái này đi. Đảo cái này cho nó khích chứ cái kia nó không có khích. Rồi anh nhận cái thớt lên nữa là khích đây. Rồi đâu chịu khó đứng giữ vậy luôn giùm em được không? Đừng nó nóng á. Rồi chờ đi anh em. Khi nó nổ da rồi giờ ra kiểm tra thử. Wow, đang thui thui lùi đâu. Nóng quá. Sao đâu bếp thấy được không nào bếp? Đang tiến triển nằm bấp bấp rồi mà. Rồi bây giờ trở đi phụ em gái anh Cường. Ủa ché lửa luôn này, đang cấp không? Nhìn kia cháy son luôn mà. Wow, cái kiểu gì kì vậy? Úi giời. Vậy nó mới ngon á. Wow, nóng quá. Chờ xíu camera. Bây giờ cái khâu quyết định nhất là của cuộc chơi là ở đây nè. Giờ mình để vô nha. Nãy mình cái chảo nó không giả màng, nãy đụng cái chảo cái phẳng mấy con tè thì rất rạc luôn. Nãy nó lên cái lửa ngọn nó đen một tí. Xíu này xử lý sao nha. Quan trọng là cái da mà. Chơi da mà. Giờ phải canh đứng canh kỹ nó mà cháy cái là thôi chứ. Khán giả vừa chữ mình mà giám khảo cũng chữ luôn á. Anh em ơi, từ lúc cái da nó nổ như nó nổ rồi tới giờ là 9 phút rồi nè, mình canh giờ nè. Để giờ kiểm tra tới ra sao cho lên cháy cái. Thất vọng anh em công tình chờ lâu mà. Ra cuối cùng không được cái gì. Đó, méo rồi. Xíu nữa đi, đủ đẹp rồi á. Chưa, phải lâu chứ, mà sao dính vậy ta. Xíu nữa đi. Dính chứ, còn lâu chứ. Rồi. Tiếp tục nha anh em. Rồi anh em ơi. Tới giờ rồi. Tới giờ hành chính rồi. Bây giờ có giòn hay không giòn cũng quất đi. Quá xa. Quá rồi. Wow. Thôi thôi lùi rồi bạn ơi. Anh chuẩn bị cái mâm chưa? Chúng đang đen rồi ta. Ha. Wow. Ổn không? Wow, nó giòn cháy trời. Đâu. Wow. Ngoài sức tưởng tượng. Cơm cháy à, bỏ cơm cháy vô đây vậy. Nào đi, mời anh em ra đây đã, thưởng thức. Đi. Tao nó phòng hết dẫn sợ mình tính. Từ làm miếng chiêu nãy chờ lâu. Tráng vậy. Tráng cái miệng đã chứ không làm nãy mấy cái miếng kia nó lộn. Mời ở nhà nha. Mời anh em nha. Quả chưa mời. Thôi, mẹ quá mà. Mời em nha. Cái cam đi. Đây anh em ơi. Đây mình làm cái nước đây, cái nước sốt cam nha. Vâng, cam thấm rất là đều vậy các bạn. Phải ớt hành mình phi lên với nước cam sốt bọn này. Đó, để đây xí đầu bếp, tự xử lý luôn. Cho anh em xem cái độ
mà làm hầu rồi hầu trước làm có dao kìa bao nhiêu tiếng đồng hồ không? Không. Nếu mà ai làm lâu về cũng ngon hết á. Ngon không? Thì anh làm bây giờ ai biểu không chịu làm biến mà biểu, làm biến đòi ngon. Rồi anh Cường. Sao? Ngon giám khảo. Rồi bây giờ đây là tới tiết mục là... Cẩu đầu đám. Cẩu đầu đám. Anh Cường làm sao xử lý ra chứ bây giờ nguyên cục em cũng biết làm sao xử lý luôn á. Em chỉ với gia nhiệm vụ là làm giòn da thì em giòn thôi chứ biết anh tự xử. Cái nha. Ừ. Làm như bánh tráng vậy. Ai bị bánh tráng sao vậy? Ba giò. Ba giấu bánh tráng sao không vậy? Giòn quá mấy bạn ơi. Ba mở luôn không? Ừ, sốp luôn á. Ừ. Ừ. Muốn cắt sao cũng được mấy bạn ơi. Đúng tay đầu bếp. Quá giòn. Ủa cái da làm trước sâu vậy á. Mỡ trẻ rỡ ngay. Sâu sâu lên luôn mà. Em nó khô hết mỡ đó mà nghĩ sao vậy nè mà. Ủa đây có bánh mì Vũ ơi. Chị miếng này. Bánh mì dưa chua nữa ha. Mỡ nó mày cũng hết rồi, đâu bao nhiêu đâu. Do miếng nó dày quá, miếng này nó dày mỡ nhiều quá. Ủa giám khảo từng cắt ăn hết một lần luôn sao, cắt nhiều dữ giám khảo. Cắt ăn ngược nhân cộng thử thưởng thức cho. Để giám khảo trong điểm gì chưa mà ai dám ăn. Rồi, cắt bao nhiêu được rồi. Mình cũng giám khảo được mỡ. Ừ, phải nhận xét gì giám khảo nhiều khi hồi nãy rút phân bì nãy giờ. Ấy ra trước vô. Ừ, chơi luôn em. Review cái miếng mà anh em nha. Wow. Giòn tao luôn á. Đã được toàn đen các bạn ơi. Từ từ toàn từ để anh em xem. Giờ này. Không. Đứng lên cho toàn. Sao dùng cùng chế vậy? Theo như kinh nghiệm nấu ăn của tôi mấy năm nay, tôi biết ai là dễ hút, ai dễ nhất đâu. Anh Hải, ngồi đây. Anh Hải thích mỡ hay thích da? Da đi. Da đi. Mỡ da làm sao mỡ giòn dữ vậy? Thì hồi nãy có biết có bị kíp không? Có, nó lâu làm được. Mời anh em ha. Cúp đọt về hiển chọc, cúp nhì là toàn đen. Đầu bếp giám khảo ở đây mà sao chưa hết mà chấm điểm rồi. Tôi cũng biết không tự giác đi mua thùng bia đi. Rồi bây giờ giám khảo đây. Tôi hàng Út rồi. Vô vô. Giám khảo, anh giám khảo. Rồi bây giờ đây. Tới lượt giám khảo chắc cũng phải làm nguyên bản. Muốn ruột mà. Mà nóng quá. Mà anh em nha. Anh thấy cái màu sắc đồ cái các kiểu nóng quá vàng vô như răng trộn răng luôn á. Dính răng vô cục thịt luôn anh sao. Làm da trước này cho nóng quá anh. Lỡ ở lại răng đi nhé chết luôn. Xỉu luôn á. Review anh nha. Từ từ cho nóng anh. Nóng mở xì rồi phải nha. Nóng. Nóng trăm điểm thua là khổ nữa. Dồn rậm luôn à. Nén qua đúng không sao? Hiển má đi ra bác nó mua kẹo cu đơ vậy sao nhai giòn dữ vậy. Má ra hòa tỉnh á. Kẹo cu đơ. Má ra hòa tỉnh mua kẹo cu đơ vậy á. Da không còn chỗ nào chê mấy bạn ơi. Mà tôi cũng khoái mỡ. Mỡ nén quá nha. Vâng, nén rung rung trọng. Từ từ anh, từ từ cho nó nén mùi hiểm. Đừng ngon. Để em thử cái miếng da thôi. Thấy mà anh làm giòn dữ nè. Không, đúng giòn luôn. Để em review thử nha bạn. Giòn tan luôn. Món hiển vô địch rồi. Rau. Nhận xét cái món này mà anh em nha, nhờ nhất bản rồi, nhất bản rồi, nhất bản là ngày hôm nay sao tay rung như vậy. Từ ném quá, ném quá tưởng chưa vô đồ đó ôi mỡ bò đã không có anh tu cái lưỡi rồi mới công đấu thừa nữa nghe. Mời em nghe, nhưng mà cùng chế người ta bán ở trên chợ quá. Cái điều nó hơi giòn nhưng mà mùi vị sao thấy nó cảm thêm nước chấm. Chấm được chấm mấy món này là buộc phải có nước chấm. Đâu có làm đâu, kiểu như heo quay mà. Thấy giòn thì có giòn nhưng mà mùi vị không biết là nấu ăn từ cái nước nào không biết. Mỡ nhiều quá, mỡ nhiều quá. Mà sao anh hai thua cứ không phục là sao vậy đây? Là mình không phải là giòn là mình phục. Đó nó quay cho nó giòn do mà tự nhiên mà cứ giòn do mà chứ đâu phải là ngon đâu. Sao mùi đi nó nạc nè. Thực ra là mỡ nó cũng đâu còn bao nhiêu đâu anh Cường. Nó còn như này luôn. Nó trong lần vip lại mà. Hồi nãy nó cháy ngay giòn nó lưng ngọn. Còn mỡ này hả? Còn ở đây để anh em mình Vũ chung thùng bia. Vậy cuối cùng ai tháng anh trao giải anh nói. Bây giờ là như là món đây là gì giải nhất rồi. Còn cái món toàn đen là giải nhì. Còn hôm nay là kết quả món chung hại là Út. Này Út hả? Hai món tự đồng loại. Rồi anh Hải với Vũ chia đâu? Chia 7-3 đi. Chia món ông làm mẹn quá đậu mà. Anh em ơi, bạn mà nó cũng có giòn. Bạn mà nó dai. Nói chung là hôm nay anh em mình làm clip cũng gọi là cho vui thôi nha. Cũng may là có anh giám khảo đây cũng chấm điểm thì không biết đầu bếp hàng nhà hàng năm sau bây giờ đuổi về mà phụ bán cơm ở ngoài phía thì mà cũng không có bao nhiêu khách á. Không biết chấm điểm có đúng không anh em, lỡ có xài sót anh em bỏ qua cho đúng không. Chẳng chậm anh thôi. Ok, cho làm miếng thịt mỡ đó nha. Hôm nay anh em thích anh em mình thi thêm một cái món gì nữa thì anh em cứ bình luận góp ý cho anh em mình nha. Người nào mà bình luận mình ghim mình tặng một áo sơn dược làm kỷ niệm nha. Đó, sẽ làm miếng mỡ nha. Nha chào cả nhà luôn nha. Chào anh em nha. Wow. Chào anh em nha. Cảm ơn em rất nhiều nha. Chào anh em. Thôi mình thử miếng nạc cái đói bụng rồi.